nhạc sĩ An Thuyên và những giai điệu mang vẻ đẹp của hồn quê. Nhạc sĩ An Thuyên tên đầy đủ là Nguyễn An Thuyên. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, mất ngày 3 tháng 7 năm 2015. Ông là một nhạc sĩ, nhạc công, thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 7. An Thuyên còn là thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhạc sĩ An Thuyên được đánh giá là một trong những nhạc sĩ hàng đầu của dòng nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam. Sự sâu nặng ân tình với quê hương cùng với sự thăng hoa của cảm xúc đã giúp ông viết nên những ca khúc sống mãi với thời gian. Ông còn được ví là cây đại thụ tỏa bóng mát cho không chỉ những công chúng yêu mến âm nhạc mà cả những người sáng tác, biểu diễn và đào tạo nghệ thuật. Nhạc sĩ An Thuyên là một trong số các nhạc sĩ đã khai thác, vận dụng và phát triển vốn âm nhạc của dân ca nghệ tĩnh một cách tài tình, có hiệu quả, cùng với các tên tuổi khác mà ông đã từng học tập như Nguyễn Văn Tý, Trần Hoàng, Nguyễn Tài Tuệ, Tân Huyền, Đỗ Nhuận, Đinh Quang Hợp, Văn Dung, Huy Thục, Doãn Nho, Nguyên Nhung, Nguyễn Trọng Tạo, Dân Huyền, Đôn Truyền, Hồ Bắc, Nguyễn Đình Bảng, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, v.v. An Thuyên đã được người yêu âm nhạc biết đến từ tác phẩm Em Chọn Lối Này, viết khoảng năm 1971. Ông sáng tác ca khúc khá đều đặn, hầu hết đều mang âm hưởng dân ca ngọt ngào sâu lắng. Nhiều tác phẩm có chất lượng và đã có sức lan tỏa rộng lớn. Những giọng hát phù hợp với dòng nhạc của ông có thể kể đến như Lệ Thanh, Thu Hiền, Quang Linh, Lê Anh Dũng, Vân Khánh, Anh Thơ, Hà Linh, Bùi Lê Mận. Một số tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ An Thuyên: Em Chọn Lối Này, Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác, Huế Thương, Neo Đậu Bến Quê, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Ca Dao Em Và Tôi, Chiều Sông Thương, nhạc An Thuyên, thơ Hữu Thỉnh, Du Xuân, Dương Cầm Thu Không Em, Tiếng Đàn, hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam, Tình Làng Quê, Ở Rừng Nhớ Anh, Bác Bó Hát Mãi Tên Người, Khúc Hát Ru Của Người Mẹ Lính, Về Miền Trung, Hà Tĩnh Mình Thương, Chiều Cần Thơ, nhạc An Thuyên, thơ Nguyễn Thế Kỷ và nhiều tác phẩm khác. An Thuyên còn viết một số kịch hát đã được dàn dựng ở nhiều đoàn văn công như Trương Chi, Đôi Đũa Kim Dao, Biển Tình Cay Đắng, Đất Nước Đứng Lên, kịch bản dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyên Ngọc. Ngoài ra, ông còn sáng tác cho ký nhạc, đáng chú ý có concerto cho sáo và dàn nhạc giao hưởng. Ông còn viết nhạc cho phim và viết phần âm nhạc cho khoảng 60 vở kịch nói, tuồng, chèo. Ông đã từng đạt giải nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985, giải thưởng chính thức của Bộ Quốc phòng, giải nhất của Bộ Văn hóa Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giải nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Nhạc sĩ An Thuyên đã từng bày tỏ quan điểm sáng tác của mình: Tôi đã được lớn lên trong dòng sữa âm nhạc dân gian, nhưng điều ấy không có nghĩa là chất liệu đó sẽ vào trong sáng tác của mình. Điều cốt lõi là người nhạc sĩ phải biết nâng niu, gọt giũa, kết hợp các thuần túy thấm đượm của âm nhạc dân gian. Cái tri thức âm nhạc dân gian với tri thức âm nhạc bác học hiện đại, có như vậy mới tạo ra được những tác phẩm tân thời hiện đại mà đậm đà chất liệu dân ca. Nhà báo Diệp Ninh trong một bài báo đăng tải trên Thông tấn xã Việt Nam cho biết, nhạc sĩ An Thuyên không chỉ là nhạc sĩ có nhiều đóng góp về mặt sáng tác, ông còn là một nhà quản lý âm nhạc có nhiều đột phá, một hiệu trưởng tâm huyết, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ông gắn bó với ngôi trường này từ năm 1992, khi đó là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, và giữ cương vị hiệu trưởng từ năm 1993 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2009. Trên cương vị quản lý âm nhạc, nhạc sĩ An Thuyên phát hiện và chắp cánh cho nhiều tài năng âm nhạc. Điều làm ông hào hứng nhất là được nói về việc đào tạo những nghệ sĩ trẻ. Gần 20 năm nhóm lửa, lặn lội lên rừng xuống biển tìm học sinh, nhạc sĩ An Thuyên đã cùng các đồng nghiệp của mình đào tạo rất nhiều tài năng âm nhạc. Những đồng nghiệp ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vẫn nhớ tới câu chuyện thầy hiệu trưởng ra tận bờ đê sông Hồng để tìm cô bé đạt giải nhất trong một cuộc thi hát mà ông vừa làm giám khảo, chỉ để nói với cô bé rằng ông muốn nhận cô làm học sinh của trường.
Biết bao lần, nhạc sĩ lên tận những vùng sâu, vùng xa, biên cương nghèo khó, với quyết tâm đào tạo cho miền núi và vùng các dân tộc thiểu số nguồn nhân lực văn hóa, văn nghệ quan trọng. Người thầy hiền hậu ấy đã chấp cánh ước mơ ca hát cho biết bao người trẻ tuổi sinh ra trong gian khó, như chàng trai Plong Thiết, người dân tộc Ba Cô ở A Lưới, Thừa Thiên Huế, vốn sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khổ, đã giành giải nhì Sao Mai năm nào. Và học trò của ông đã có rất nhiều người đang là nòng cốt ở các đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương.